Bể cá này là thầy đang nuôi cá này là cá gì thầy? Thấy thân nước này đục thì không phải nào thầy. Dạng là nước này là chắc là hai nước trong nước này là nước giếng khoan. Dạ. À. Cái thành này là nó đen, đây là cái oi, cũng phải nước đục. Dạ. Nước này rất là trong nước giếng khoan đấy. Dạ. Nhưng mà cái thành bể là nó bám của cái magie mangan vào. Dạ. Nó bị đen. Hay nữa là cái đội cá chép này nó không ăn cái tảo đấy. Dạ. Đấy. Em thấy trong nước nó hơi vẩn. Nhưng mà cái giống này là giống gì đấy thầy? Giống này là giống Nhật nhưng mà mang về nhà mình cũng đẻ ở Việt Nam. Tôi em mấy rồi thầy? Nó là chép Nhật rồi thầy. Nó là chép coi. Mấy con này thì không đắt bằng cái con Nhật sách tay về. À. Mấy con này thì mỗi con này là nó tầm ra tầm 300-400 nghìn đấy. Một con. Vâng. Nhưng mà cái đồ hàng ta ở cảnh này giống như chó cảnh ấy. Tùy từng khách. Vâng. Nghĩa là cái giá mà gọi là anh em giao lưu hoặc giá buôn ấy thì nó khoảng 300-400 nghìn. Vâng. Thế nhưng mà gặp ông nào sộp sộp thì 500-600-700. Còn ông này lại thích con này nó giống như con này là thả bẻ kính này thầy. Bẻ kính. Vâng. Bẻ kính đó. Nhưng mà không cần phải máy à thầy, không cần để thầy nuôi cá rất hay. Thầy nuôi cá này nuôi thú cưng như vậy. Thì cái bể này thu vui của thầy cần thay nước này. Nhưng mà bể này ít cá thầy. Nhiều lắm. Này là không phải là coi nhưng mà cái này là rô phi với lại chép. Với lại nó no rồi. Rồi mấy ông khách kia thì cho ăn no. Lo nó ăn ở cái tầng dưới không nhìn thấy. Ở dưới đẩy đầy nhiều lắm. Cái bể này nó phải hàng tạ ấy. Nhìn nhưng mà nó nhìn nó ngóc kìa. Nhiều cá đây. Bể này không có thầy. Có đây là cá bé. Ôi đây, răng đeo cái gì nó to này. Không. Đây, dưới này. Dưới sắp đất lên đầy. Cái này cá nhiều thấy không? Ồ, nhiều khét. Mấy con ngửa bụng này chết rồi thầy? Con ngửa bụng là con chết đấy. Ở đây bọn này nó kéo đây này thấy con này chết này. Nhưng đây nó gọi cá gì thấy? Đây cá lăng. Con cá này bán mấy trăm một cân đấy thầy nhỉ? Cá này lẩu mini ấy là ngon lắm đấy. Bẻ cá lăng, bẻ cá lăng của giáo sư tiến sĩ Kim Văn Vạn, trưởng khoa thủy sản Đại học Nông nghiệp 1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam các bạn nhé. Phân tất cả bảng kia thì giờ đây thì chỉ có cái đây thì chê đồng, chê phi
đất bao rộng thế này này ạ. Thấy chị nằm bè cá. Thì xả đáy phân đi và nhưng mà bơm cái kia vào là để bơm oxy hả thầy? Bơm này là bơm để trục khí. Cái kia cái này là vừa là cấp nước sạch và vừa là tăng cái oxy, vì khi nó rơi từ này xuống vâng trong cái quá trình nó tiếp xúc với oxy không khí này vâng thì là nó tăng cái lượng oxy hòa tan trong nước và để cho cá này nó hô hấp là cứ sai phát là chết rồi. Vì cái mật độ mà nó đầy thế cái ao này thầy nuôi cái gì? Ao này là có một ít cái chép vàng. À đẹp vàng chép vàng. Rất là rộng các bạn ơi. Đây những cái bể này thầy không nuôi à? Khó chứ. Mới thanh niên à? Ô, chê đồng. Chê nhiều không? Ừ. Đồng nhiều. Đây đấy thầy thả đây em. Ừ. À, thả bể này. Ủa thật mà thầy quay phim ấy. Trình của thầy nó quảng cáo để em quảng cáo bán hàng. À. Giờ nó to này rồi đấy. Ủa là sắp nướng rồi. Tô. À chê. Ủa đừng có nuôi đơn giản vậy mà to vậy này. Ừ. Ủa cái này kho tương ngon đấy thầy nhỉ? Kho tương ngon rồi. đâu cần phải bờ ao với gì đồng. Ừ. Ừ hay nhỉ. Chúng ta nuôi kiểu này có vẻ kinh tế đấy. Kinh tế mà. Mà nuôi này nuôi dày được mà. À. Cái này ngày cho ăn mấy lần thầy? Ngày cho ăn 2 lần thôi. 2 lần. Đấy, nhưng mà thầy dậy đây thì cứ sướng từ sáng rồi thầy cho ăn 2-3 lần. À vâng. Ui đồng đi. Ui nhiều nhá. Trong này nhiều lắm thầy nhỉ? Nhiều mà, người ta mà. Ừ. Hay vậy. Có con mà lại.